trực tiếp từ thị trường vốn thế giới. Đây là những tin tức tài chính mới nhất do các nhà môi giới mang đến cho bạn. Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những phân tích về cặp tiền tệ Yên Nhật, đô la Mỹ và các sự kiện nóng hổi đã khuấy động thị trường tài chính. Xin mời Thảo Vy. Đô la đã sụt nhẹ 0,1% so với yên trong phiên vừa qua. Theo chỉ số Stochastic, chúng ta đang ở trong một thị trường mua quá mức. Cổ phiếu Alibaba đã có xu hướng giảm nhẹ trong phiên vừa qua, sụt 0,2%, chỉ báo ROC đang cho tín hiệu mua. Phiên vừa qua đã chứng kiến đô Úc giảm 0,7% so với đô la. Theo chỉ báo Stochastic RSI, chúng ta đang ở trong một thị trường bán quá mức. Dầu đã sụt nhẹ 0,1% so với đô la trong phiên vừa qua, chỉ báo RSI đang cho tín hiệu bán. Xin cảm ơn và giờ đây xin phép được chuyển sang các tin tức mới nhất về thị trường tài chính thế giới. Vụ nổ tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la của FTX đã không phá hủy mọi niềm tin vào ngành. Trong một bộ phim tài liệu mới, khách hàng, người trong cuộc và nhà đầu tư của FTX nói rằng mặc dù không nhận lại được một đô la tiền điện tử trị giá nào, nhưng họ vẫn lạc quan về ngành và có kế hoạch tiếp tục đầu tư. Cổ phiếu châu Á trượt xuống mức thấp nhất trong năm nay do lo ngại về lãi suất cao hơn của Mỹ trong thời gian dài đang kìm hãm thị trường, trong khi đồng yên chao đảo gần mức thấp nhất một năm, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về khả năng can thiệp. Doanh số bán xe điện của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 9, nhấn mạnh một thị trường đang bùng nổ và vẫn ổn định bất chấp tình hình kinh tế gần đây. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong ngày hôm nay. Mỹ thay đổi việc làm của ADP sẽ được công bố lúc 12 giờ 15 GMT, Mỹ PMI dịch vụ ISM lúc 14 giờ GMT, Mỹ đặt hàng nhà máy lúc 14 giờ GMT, Nhật Bản PMI dịch vụ ngân hàng Jibun sẽ được công bố lúc 0 giờ 30 GMT, Nhật Bản đầu tư trái phiếu nước ngoài lúc 23 giờ 50 GMT, đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Nhật Bản lúc 23 giờ 50 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.